Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái quy trình nẹp mũi tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam các bạn nhé. Sau khi làm thực hiện dịch vụ xong thì chúng ta sẽ được bác sĩ người thực hiện dịch vụ cho mình là chính tay nẹp mũi lại. Thì không biết là cái việc nẹp mũi lại này thì nó có ích gì vậy bác sĩ ha? Cái việc nẹp mũi này sẽ làm cho tình trạng sưng bầm của khách hàng rất là ít các bạn nhé. Đó, và khi mà có dịch ấy, thì cái chất liệu nó sẽ bị dễ bị di lệch, nhưng mà khi mà chúng ta hút dịch chúng ta nẹp lại ấy, thì nó sẽ gom lại và hồi phục nó sẽ nhanh hơn và cái chất liệu nó sẽ không bị di lệch nhiều. Dạ vâng. Đó. Như vậy là mình sẽ hút dịch ra xong rồi mình mới nẹp lại đúng không bác sĩ? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ hút hết dịch ra nhé. Và bây giờ chúng ta vừa phẫu thuật xong thì chắc chắn là chúng ta sẽ vẫn phải hút dịch, và sau ngày mai hoặc ngày mai thì khách hàng vẫn phải quay lại để hút dịch lại để cho bớt cái dịch ra thì hồi phục nó sẽ bớt sưng hơn. Dạ. Bây giờ em nhắm mắt lại một chút nhé. Thì trước hết khi mà nẹp thì bác sĩ sẽ dán một lớp băng dính mỏng lên phần mũi của khách hàng đó. Cái lớp băng dính này thì nó sẽ có tác dụng làm cho cái nẹp nó sẽ ôm sát vào cái phần sống mũi hơn nhé. Dạ vâng. Và khi mà chúng ta móc cái nẹp ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Như vậy thì thường là chúng ta phải nẹp mũi trong vòng bao lâu rồi bác sĩ ha? Cái việc nẹp mũi này nó nhanh, nhưng mà nó chỉ khoảng tầm 3-5 phút là bác sĩ đã nẹp xong cái mũi rồi nhé. Dạ. Đó. Sau khi mà dán băng dính xong thì bác sĩ sẽ đặt cái phần chất liệu nẹp lên trên phần sống mũi và đầu mũi nhé. Nhắm lại. Đây là cái nẹp mà bác sĩ sẽ nẹp cho khách hàng, các bạn sẽ thấy rằng là nó co giãn, nhưng mà khi mà lát nữa thì khi mà cái nẹp nó ôm sát rồi thì nó rất là cứng và chắc. Yeah. Em thấy là có một vài nơi thì họ sẽ gọi là giống như là thông dịch ra bên ngoài qua một cái đường ống, thì cái điều đó nó còn có cần thiết không bác sĩ ha? Không cần thiết bạn nhé. Yeah. Chúng ta chỉ cần là nẹp nhẹ là chắc chắn là cái chất liệu nó sẽ ôm sát với lại cái xương của khách hàng rồi. Thì sau khoảng 10 ngày đến 1 tháng thôi thì các bạn yên tâm là cái nẹp như vậy thì sẽ không thể làm di lệch cái mũi của các bạn được đâu. Trừ khi chúng ta bị va đập quá mạnh nhé. Đó. Em thấy rằng là sau khi nẹp xong ấy, thì dáng mũi đã tương đối là vào form rồi, nhưng mà khi mà chúng ta lột ra thì nhìn cái dáng mũi sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Dạ vâng. Đó. Em có cảm thấy khó chịu gì trong khi nẹp không em? Dạ không. Như vậy thì với cái việc mà mình nẹp mũi như thế này là mình lỡ, nhưng mà ví dụ như trong lúc sinh hoạt thì mình ra mồ hôi và cái nẹp mũi thì nó sẽ bị bung ra bác sĩ, thì mình có thể quay lại để mình nẹp lại được không bác sĩ ha? Hoàn toàn được bạn nhé. Thì khoảng 5 ngày thì các bạn sẽ quay lại đây và bác sĩ kiểm tra lại tình trạng nẹp của các bạn nó còn chắc hay không. Nó còn đủ để giữ được cho cái phần sống mũi nó thẳng hay không, thì cái việc đấy rất là quan trọng, chúng ta cần phải quay lại để bác sĩ kiểm tra lại nhé. Nếu mà quay lại kiểm tra mà bác sĩ thấy ổn thì chúng ta sẽ không cần phải nẹp lại nữa, còn nếu mà thấy nó lỏng lẻo thì chúng ta cần phải thay nẹp mới nhé. Như vậy là gần như là hoàn thành xong rồi đúng không bác sĩ ha? Đúng rồi, cái công việc nẹp của chúng ta gần như đã xong rồi, đến nay bác sĩ cần rút luôn cái kim ra nữa là xong rồi. Rất là nhanh nha các bạn nha. Như vậy là chúng ta đã nẹp xong rồi. Hiện tại thì mình đã livestream cho các bạn xem tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ là số 84A và huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Chị ơi cho em hỏi là bây giờ mình có thấy đau là khó chịu nhiều? Dạ. Bình thường hết rồi phải không chị ha? Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi tới buổi livestream của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tiếp theo ạ. Xin chào.